Thời gian qua, thành phố Lào Cai chú trọng tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực xây dựng và chỉnh trang đô thị. Trong đó, nhiều mô hình dân vận khéo xây dựng các tuyến phố kiểu mẫu, văn minh đã phát huy hiệu quả. Ghi nhận tại phường Cốc Lếu. Huy động nhân dân đóng góp hơn 1 tỷ đồng lát đá hành lang vỉa hè, trồng cây xanh, tháo dỡ làm lại biển quảng cáo, lắp hệ thống đèn LED chiếu sáng toàn bộ tuyến phố Hòa An. Đây là kết quả nổi bật của phường Cốc Lếu trong công tác vận động quần chúng. Đô thị khang trang, sáng xanh sạch đẹp là điều kiện quan trọng để Cốc Lếu phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ, thu hút khách du lịch. Khi mà được cái sự vận động của tổ dân phố ấy, làm cái lát vỉa hè ấy, tôi thấy là mọi người chấp hành rất là tốt mà rất là ủng hộ. Và sau khi đó thì hoàn thành rồi thì là cái hè phố nó trở lên rất là khang trang. Mà đặc biệt là cái phường này nó là phục vụ cho khách du lịch. Thì tôi thấy là như thế là nhà nước là tổ chức như thế thì rất là tốt. Từ tuyến phố điểm Hòa An, đến nay phường Cốc Lếu đã có thêm 3 tuyến phố kiểu mẫu là Sơn Tùng, Võ Thị Sáu và Cốc Lếu. Tất cả các tuyến phố còn lại đều được công nhận tuyến phố văn minh. Để có được thành công này, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, địa phương cũng có nhiều cách làm sáng tạo, huy động toàn thể nhân dân tham gia. Trong quá trình thực hiện ấy, thì cũng có những cái gia đình hoàn cảnh khó khăn, ví dụ như ông bà già này, gia đình hiểm nghèo này, rồi công ăn việc làm không có. Thế nhưng mà chúng tôi cũng cứ vận động bà con và nhân dân cứ làm đi, thì chúng tôi cũng đã vận động thêm được một số, cũng là coi chung là hỗ trợ cho bà con. Năm 2022, phường Cốc Lếu dự kiến xây dựng thêm 2 tuyến phố kiểu mẫu. Tuy nhiên đến thời điểm này, nhân dân 4 khu phố là Thủy Hoa, Đăng Châu, Nguyễn Khuyến và Lương Khánh Thiện đã đồng thuận đăng ký xây dựng tuyến phố kiểu mẫu. Ngoài cải tạo cảnh quan đô thị, công tác tuyên truyền còn tập trung cho việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, không sử dụng trái phép lòng đường hè phố làm nơi họp chợ bán hàng. Tạo ra một cái diện mạo đô thị của một phường trung tâm. Trung tâm về thương mại, dịch vụ, du lịch của thành phố Lào Cai. Thứ hai nữa là cũng giúp cho người dân có cái tinh thần trách nhiệm đấy, rất cao đối với cộng đồng. Để đạt được tuyến phố kiểu mẫu, không chỉ bằng cơ sở vật chất mà còn cả là kéo theo các cái tiêu chí khác về nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Cùng với các mô hình dân vận khéo xây dựng tuyến phố văn minh, tuyến phố kiểu mẫu tại các phường trung tâm, hiện các xã phường của thành phố cũng tích cực vận động xã hội hóa, xây dựng các hạng mục làm đẹp mỹ quan đô thị, giữ gìn cảnh quan môi trường. Tất cả đều vì mục tiêu xây dựng thành phố văn minh, lịch sự, thân thiện, kỷ cương.